Rồi anh thấy là rồi rồi 19 bạn được 10 điểm rồi, quá nhanh. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Đây, công bố đáp án luôn. Nhẹ, yeah, công bố đáp án luôn. Đây, quá dễ luôn, đề quá dễ luôn đúng không? Quá dễ luôn. Tô đáp án cho các em xem luôn. Tô kết quả luôn để thấy là mình các bạn nhanh như thế nào. Bây giờ mới là 11 giờ 20 phút thôi đúng không? Bây giờ mới 11 giờ 20 phút thôi. Đây các em phải thấy đây 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 đây, thấy không? Mới vô phát thôi đã có 32 bạn điểm 10 rồi. Ghê không? Đây, thời gian này đây thấy không? Hát quy kha này này. Đấy, 23 giờ 19 phút. Rồi Lâm Quang Nhật Huy này 23 giờ 19 phút này. Đấy, hai bạn này 10 điểm luôn này. Tuyệt vời. Rất là nhanh, đúng không? Đây hai ông này được thẻ này, đấy được ngon luôn. Rồi ông này Ngô Đức Cảnh xui tí. 23 giờ 19 phút nhưng mà chậm một vài tích tắc thôi, em thấy không? Ờ, sao anh không cho khó hơn đi không? Anh thích cho dễ rồi. Anh muốn cho dễ cho mấy bạn ai cũng làm được hết đấy. Đấy, thấy chưa? Đấy, rồi chậm một vài tích tắc là Mai Xuân Anh này. Nhưng mà xui rồi, chỉ có hai bạn đầu tiên thôi. Hiếu Diamond này, rồi ôi xui nhá, xui nhá. Ôi xui quá, xui quá. Rồi toàn là 23 giờ 19 phút rồi. Toàn là 23 giờ 19 phút thôi, nhưng mà có hai ông này nhanh nhất rồi. Đấy, đúng không? Phải ấn vào ông này ạ. Hồ Quốc Khang này, Vĩnh Long này. Đấy, ok, khoanh đúng rồi này. Rồi, quá dễ luôn, ba câu này quá dễ luôn, đúng không? Dễ ơi là dễ ơi, dễ ơi là dễ ơi. Nếu mà anh cho khó thì mất công các bạn tra quan đa rồi. Anh cho dễ để anh luyện cái độ phản xạ của các bạn, xem ai là phản xạ nhanh thôi. Đúng không? Lâm Quang Nhật Huy này, Lâm Đồng này, thấy không? Quá nhanh, quá tuyệt vời. Mạng xịn đấy, ok, Lâm Quang Nhật Huy mạng xịn đấy. Rồi, good job, good job. Rồi ok, hai bạn đưa ai đọc tên này nhớ comment vào fanpage để lượm thẻ nhá. Rồi ok, rất là tuyệt vời. Ok.